Hello mọi người, kỹ sư hẻm hiện đang có mặt tại một cái tiệm đề can. Để làm gì? Để dĩ nhiên là có mặt tại tiệm đề can thì không thể nào khác ngoài cái chuyện là dán đề can. Nhưng mà hôm nay là một cái dịp cực kỳ đặc biệt, đó chính là chuẩn bị cho một cái giải đua xe. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ đua xe. Thì trước khi đua xe, dĩ nhiên một chiếc xe thì không thể nào thiếu một bộ tem thật là hoành tráng để mà cho một cái giải đua, cho một cái gọi là thương hiệu cá nhân, để cho nó hoành tráng. Thì sẵn kết hợp với đó thì đồng hành cùng group Motul Power Sport, mình sẽ lấy chiếc xe này và chính mình đua chiếc xe này. Mình sẽ dán lên cho nó nguyên một bộ tem để kỷ niệm cho cái group Motul Power Sport mình đã sử dụng bao nhiêu năm nay và chia sẻ rất là nhiều kỹ năng cho anh em. Thì cái mà cái bộ đề can này á, nó sẽ là theo khuynh hướng là sẽ cho các bạn hãnh diện về đất nước mình hơn. Sẽ có rất là nhiều những cái thắng cảnh, những cái đặc điểm di tích ở trên cái chiếc xe này. Và dĩ nhiên không thể nào thiếu một cái màu đỏ cực kỳ nổi bật. Dĩ nhiên không phải chỉ một mình có thể được cái bộ đề can như thế này, mà sẽ có tới 50 bạn sẽ có thể có được bộ đề can giống mình. Nhưng mà chỉ có dành cho những bạn nào đang chạy Exciter 150 và bạn chạy Winner 150. Thì dĩ nhiên mà muốn được cái bộ đề can đó thì việc đầu tiên là các bạn phải tham gia vào group Motul Power Sport, mình đã để link ở phía dưới. Thì các bạn nào vào link trong đó thì sẽ có một cái gọi là đăng ký đó, thì ban tổ chức sẽ open một cái đăng ký thì các bạn sẽ đăng ký vào trong đó. Thì ngoài cái chuyện mà đăng ký ra, các bạn tham gia vào group đăng ký, các bạn sẽ viết lên một câu chuyện gì đó nói về bạn và chiếc xe, những hành trình, nói chung là một câu chuyện gì đó thật là cảm động để khiến cho mọi người phải thả tim, thả like, tá lả và rớt nước mắt vì bạn. Thì ban tổ chức sẽ dựa vào những cái comment đó và ai là những người mà có nhiều like nhất và nhiều comment nhất sẽ là những người có khả năng trúng được cái bộ phần thưởng, đó chính là một cái bộ tem nguyên một con luôn. Đó, xịn sò và hoàn toàn miễn phí, áp dụng cho tất cả mọi người ở Việt Nam luôn, hàm 64 tỉnh thành là đầy đủ hết. Thì những bạn ở xa thì sẽ được ban tổ chức gửi nguyên cái bộ kit đề can đó về tận nhà và các bạn chỉ việc dán lên thôi. Còn những bạn ở trong thành phố hoặc những cái vùng nội thành có thể ghé lại cái tiệm đề can và ban tổ chức quy định đưa cái địa chỉ mình tới đó là người ta làm hoàn toàn miễn phí hết. Và còn một cái thông tin nữa là vào năm sau Motul dự định sẽ làm một cái chuyến hành trình xuyên Việt. Và dĩ nhiên những bạn nào mà đang sở hữu cái bộ tem đó ngay cái lúc mà Motul mở cái hành trình đó thì sẽ có cái cơ hội, có cái khả năng nhiều hơn để được nhận cái vé mời làm một cái chuyến siêu Việt. Tại vì những cái bạn đó viết văn hay, viết văn giỏi thì phải khen thưởng bằng những cái chuyến siêu Việt không? Bởi vậy nên anh em hãy đầu tư và tham gia nhé. Và ngoài cái comment và cái câu chuyện của mình, hãy chụp một tấm hình có chiếc xe, có bạn, để cho mọi người có thể biết được sự đẹp của bạn ở đâu, hoặc là những cảnh đẹp ở quê bạn hay gì đó, có để lấy được càng nhiều like càng tốt. Nhớ nha. Rồi bây giờ là bắt đầu mình sẽ tháo hết chiếc xe này ra, sẽ tháo hết toàn bộ ra, chỉ còn lại cái sườn xe thôi để bên đề can dán. Sau đó chiếc xe này mình sẽ độ tiếp và khi mà hoàn thiện mình sẽ tự ráp vào lại cho mọi người. Hello mọi người, mình đang có mặt tại trường đua Đại Nam và đây là chiếc Suzuki mình đã vừa mới dán xong. Đây là một bộ tem đặc biệt của Motul đã dành tặng cho đội đua của kỹ sư hẻm và kỹ sư hẻm sử dụng chiếc xe này để mà đua giải ngày hôm nay. Thì với khoảng 18 tay đua cùng hệ Sport 150 thì kỹ sư hẻm sẽ có tỷ lệ là 1/18 đạt cúp vô địch. Thì rất là hy vọng là chiếc xe Motul có đem rất là nhiều may mắn cho tới kỹ sư hẻm. Rồi đầu tiên thì mình sẽ review nhẹ về cái này ha. Đây thì ở bên hông đây thì chúng ta đã thấy một cái này gọi là chợ Bến Thành. Đó, một cái hình tượng biểu tượng đặc trưng của chợ Bến Thành đã được lên trên xe mình. Mình là người Việt Nam mà mình phải sử dụng những cái hình ảnh của người Việt Nam. Rồi đây là phía trước cũng vậy. Phía trước ở mặt trước cũng là một cái hình ảnh của chợ Bến Thành được in nổi lên trên đây. Rồi, nói chung là ở cái ý tưởng của lần xe đua này theo như mình thấy thì Motul muốn đem đến cho mọi người một cái bản sắc đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh với đặc trưng là chợ Bến Thành. Rồi, hai bên hông thì giống như nhau cả. Và nhìn cái màu sắc này mình liên tưởng đến giống như là một bãi biển vậy đó. Bãi biển, những cái hình ảnh sóng sánh của nước biển và hòa quyện cùng với lại màu nhớt đặc trưng của Motul. Nói chứ không phải là màu nhớt đâu, nó là sẽ màu đất nước, có nghĩa là đất nước Việt Nam non sông đất liền, liền một dải. Đó, mình chém hơi bị dữ nhưng mà mình nghĩ đó là ý nghĩa của cái bộ tem này. Tự hào, niềm tự hào hãnh diện của người Việt Nam. Còn ở dưới đây những cái hình ảnh phá cách. À đây, mình nhìn thấy rồi, đây là hình ảnh của một chiếc xe. Đây là cái bánh xe nè.
Đó, đây là hai cái bô nè, và đây là cái đuôi xe nè, tượng trưng cho một cái xe đua đang đua. Đó, có nghĩa là người Việt Nam đi đua xe và thể hiện lòng yêu nước. Đây.